Đầu tiên thì tôi di chuyển sang Trung Quốc có cái đợt tập huấn đầu tiên. Đương nhiên thì cái giai đoạn 1 đấy thì chúng tôi chuẩn bị cho đến cái giai đoạn này cũng khá là một cái công việc khá là khó khăn. Vì là trước đấy thì sau cái giải ở Indonesia thì các em nó không có những cái kết quả tốt. Và sau khi mà các em nó đi Trung Quốc về thì các em nó cũng đã có một cái tinh thần rất là tốt. Và ở cái giai đoạn 2 này thì chúng tôi cũng đang tiếp diễn để tiếp tục để làm việc như vậy. Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ có một cái chuyến đi Nhật Bản tập huấn và có thể chuẩn bị tốt hơn cho cái vòng loại U17 châu Á. Cũng như cái lần đầu tiên mà tôi cũng đã tham gia cái buổi phỏng vấn thì tôi nói là tất cả các em nó thì đều có chất lượng rất là tốt. Các em nó luyện tập rất chăm chỉ. Và cũng như tôi nói ở cái đợt đấy rồi, tức là sau đấy chính truyền thông và những khán giả cũng sẽ là người quan sát và có thể đưa ra những cầu thủ là chơi tốt nhất. Những cầu thủ mà có đủ cái năng lực để chơi V-League hay là chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như tôi nói thì tất cả những cầu thủ đều là rất là quan trọng. Các em nó đều cố gắng hàng ngày. Bởi vậy đối với tôi thì quan trọng nhất là cái sự đoàn kết của cả đội. Tuy nhiên với Maxwell thì chúng tôi mời em nó sang Việt Nam để có thể quan sát nhiều hơn cũng như là luyện tập với đội trong cái giai đoạn tập huấn này. Và mình cũng biết là tất cả những cái khó khăn của một cầu thủ nước ngoài khi mà mình sang Việt Nam đó liên quan đến cái thức ăn, liên quan đến thời tiết, liên quan đến lệch múi giờ thì em nó cũng đang nỗ lực hết sức mình. Và các em nó cũng đang làm được những cái gì là tốt nhất, thể hiện được những cái gì mà em nó, cái sự hiểu biết của nó tốt nhất. Và cùng với đó ban huấn luyện cũng tiếp tục hướng dẫn cũng như là huấn luyện thêm cho em biết nhiều hơn về bóng đá Việt Nam. Thì cái đối thủ của U17 Việt Nam đợt là tập huấn lần này ở Nhật Bản thì sau có cái ký kết giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản thì cũng đã có sắp xếp được những cái đối thủ là ba cái trường đại học của Nhật Bản. Và bất cứ là đối thủ nào thì chúng tôi cũng luôn xem trọng cái trận đấu đấy, nó rất là quan trọng và luôn thi đấu một cách quyết tâm cũng như là tôn trọng đối thủ. Và quan trọng nhất là cái khoảng thời gian này chúng tôi sinh hoạt cùng với nhau và có một cái guồng sinh hoạt cả đội cùng với nhau.